Xin chào tất cả các bác xem video. Nay em quay chi tiết cái vườn mà tơ của em. Có hơn 250 cây, 250 cây. Đấy. Cái vườn này là nó bị đi chung liều khí với cái cây già và nó bị rộp ra. Và xem cái lượng mủ của những cái cây đấy là như thế nào này này. Bây giờ bắt đầu đi xem này. Đó. Đây, cái lượng mủ như này. Đây. Đó. Năm ngoái là lấy trên này nhá. Đây, lấy chi chít hết rồi, bây giờ là tận dụng cái còn cái khoảng trống ở đây ấy. Thế là bắt đầu mình khoan ở dưới này. Đây. Đây là đã bị khoan qua rồi này. Đó. Khoan gỗ nứt ra như thế này. Đấy. Năm nay thì bắt đầu tận dụng hết cỡ những cái chỗ nào mà nó còn khoan được là mình cứ khoan. Còn chỗ trống ấy là mình cứ khoan này. Giờ vẫn chảy. Cái lô này là cái lô mà cái video trước em nói ấy, là bắn phát khí là khoan được 88 cân ấy, nó không lên mủ được ấy. Đấy. Lô đấy đấy. Đấy, mủ thì nó cũng được nửa tô. Toàn diện là mình khoan ở dưới này hết này. Thế này. Trên này cũng đã khoan này này, đây này. Trên này cũng đã khoan này này. Lô này là nó bị dư khí rộp ra. Tiếp mấy cây này. Đây. Ui giời ơi. Ui giời, có cả cái con ếch ương vào đây nữa. Đó. Đây nhá. Đây là cái chỗ này là cái chỗ khoan của năm ngoái nhá. Đấy, năm nay bắt đầu lấy vù dưới chỗ này. Thì còn trống chỗ nào mình cứ lấy chỗ đấy thôi. Còn cái chỗ này mình vẫn cứ khoan vào vẫn có mủ mà. Chẳng có khoan đi khoan lại ấy là nó xấu cây, nhìn nó xấu lắm. Đấy, tiếp tục đi thôi, đi hết từ hàng này ra kia. Đây. Đó. Đây là những cái chỗ khoan này. Đấy, thấy không? Các bác thấy không? Nó rộp ra này. Đấy. Đi chung liều khí này, đi liều khí nhiều quá nó bị rộp ra. Đây này. Chỗ này. Đó. Bóc phát ra này. Đấy, rộp ra này mà mình khoan vẫn có mủ bình thường. Cái này là mình đi lấy mủ là mình không lấy tập trung một chỗ, là cái tuyến mủ nó không bị suy, nó chỉ rộp ra xấu cây thôi. Nếu các bác lấy mủ tập trung một chỗ ấy, úi dồi ôi, mà nó bị rộp như này là khỏi luôn, khỏi lấy luôn. Đấy, mủ được tí này. Cốc này tô lít 8 như này cũng được nửa cái tô đất kia. Đây, đấy, các bác thấy nó rộp ghê không? Khi chỗ nào mình bị rộp như này nhá, các bác phải cào sơ sơ qua tí, các bác đóng nắp chóp vào nó mới khí mới tiếp cây mới có mủ ấy, không là không có mủ đâu. Đó. Tiếp tục. Đây. Mủ. Ui, tí này xem cây này nó bị kiểu gì. Vừa rộp ra này. Xem. Ui lè. Đúng mà cái cây bị cụt ngọn này. Các bạn này. Đó. Khi cái cây nào bị cụt ngọn ấy, cây đấy mủ kém lắm. Mủ không nhiều như cây khác, với lại nó bị bột nữa. Đấy. Đó. Tiếp tục. Đây này, khoan đây này. Năm ngoái khoan trên rồi. Đóng nắp chóp đây, khoan đây. Giờ lại đóng đây là khoan ở giữa ở khu vực này. Đấy, được nửa cốc luôn. Đây, khoan kế đi như này. Đây là những cái lỗ khoan này. Đấy. Của năm ngoái. Đó. Cây rộp ra là ít mủ lắm. Đó, tí này, đó, cây này. Ôi cây này cũng bị cụt ngọn luôn à. Cứ cây nào cụt ngọn là nó ít mủ cực kỳ luôn. Đây, cái này được cũng được gần một cốc. Cái này khoảng cỡ ký mủ, giờ vẫn chảy. Đó.
Đây này, cái tệ hại của cái làm cái máng mưa này các bác này, thấy không? Nó rộp cả máng như này này. Đấy, các bác nào mà làm cái máng mưa, máng nón là tốt nhất tháo vứt đi nha. Đây này, mất đi cả máng da này. Đó. Cứ chỗ nào dưới cái máng mưa là dính trưởng. Ừ, đây. Mất đi máng da cát luôn. Úi giời. Đó. Rồi, tiếp. Đây, cây này là cũng bị kìa, cụt ngọn kìa. Đấy. Cụt ngọn như này là mủ nó kém lắm, nó không có nhiều. Đấy, được có tí này. Đó. Nhiều bác thì cứ bị rộp ra cây là cứ sợ. Rộp đi. Cái việc làm khí không bao giờ tránh khỏi cái vụ rộp này này. Mình bỏ cữ nhiều cũng bị rộp. Mình mặc dù là mình bơm khí đúng liều rồi đấy, mà bỏ cữ khoan nhiều là cũng bị rộp hết. Đây, mủ đấy. Đấy. Khoan này, khoan chi chít đây này. Đó, khoan chi chít đây là xong đấy. Đây, trên này cũng khoan chi chít luôn. Giờ lại đóng nắp chóp chỗ này. Đấy, lại tận dụng lấy ở chỗ này. Đấy. Cái năm 2019 nha. Cái năm 2019 làm tập trung đây này. Các bác thấy không? Nó khủng khiếp không? Tập trung đấy, giờ khoan kế đấy luôn đấy. Tập trung một chỗ là nó bị rộp thế này này. Nó rộp nguyên một mảng lên đây luôn. Đó, đây này. Đó, thấy không? Cho nên là các bác làm khí tốt nhất là không nên lấy mủ tập trung. Đấy, nó rộp kiểu này đấy. Cứ lấy tập trung một chỗ là dính trưởng hết. Bác nào làm bị hết. Chẳng qua là các bác bị rộp cây một phát là các bác sợ không dám làm nữa. Vì với lại bị người ta hù nhiều quá là phải bỏ thôi chứ. Còn như em làm quen rồi, rộp ra như này là quá bình thường. Lấy chỗ khác có mủ ngay. Những cái chỗ này ấy là phải 6 năm mới lấy lại được nha, khi đã rộp nặng này này. Còn những cái chỗ rộp nhẹ nhẹ ấy, thì 3 năm sau mình lấy lại được. Hoặc là như những cái chỗ như này này. Đấy, như chỗ này thì năm nay lấy vẫn được, là phải mình khoan kế đây. Đấy, là thoải mái mủ vẫn bình thường. Ôi, cây cụt ngọn. Ôi, đúng mà, tí này, đây này. Đấy, cụt hết cả ngọn này. Cứ cây nào cụt ngọn là cây đấy ít mủ. Đó, mọc được một cái nhánh ra này. Mủ ít lắm. Cho nên các bác cứ làm những cái cây cụt ngọn ấy, lấy tầm cỡ 1-2 tháng ấy, cho nó nghỉ đi. Đây này, mủ nó bột như thế này này. Thấy không? Cứ cây nào bị bệnh là cứ mổ mủ bột như thế này. Cụt ngọn là cứ bột như thế này. Độ nó có đâu, nhìn thấy cái gì đặc sệt này. Độ chả có. Đấy, cụt ngọn khủng khiếp luôn. Đó, cứ cây nào cụt ngọn là cây đấy mủ. Này, mủ có tí. Những cái loại này để cho nó nghỉ luôn là được rồi. Sau người ta bắt đầu đến đầu mùa khô ấy, lúc đấy lại lấy tiếp. Đây, cây này thì được cũng gần tô. Đấy, năm ngoái là bọn em khoan như này đấy, từ đây này. Đấy, cái khoan cứ dày như này đi xuống này. Như này thì nó không bị rộp ra. Không rộp ra là đối với những cây mà nó chảy mủ nhiều như này thôi. Còn những cây chảy mủ ít ấy, cây yếu mủ ấy là nó bị dư khí rộp ra. Do cái khí của mình ấy, mình tiếp vào đây này, bắn vào đây là cây nó hút vào, xong là nó không phân giải đi đâu được. Mủ thì nó tiết ra ít, thì là thường thường ấy là mình bắn khí vào đây ấy, là mủ nó chảy ra mạnh ấy, thì là nó cái khí ấy nó đồng thời nó đi theo mủ nó ra ngoài. Đấy, nó mới không bị rộp cây. Cây ít mủ ấy thì mình bắn khí vào đây ấy, mủ không đi đâu được hết. Cái độ phân giải của cây ít mủ ấy nó kém lắm. Thế là bắt đầu nó rộp ra thôi. Tức hạ phá thượng ấy, kiểu như thế. Đấy, các bác xem. Đây.
quay sang những cây cái năm 2019 này. Đấy, nghe cái video hướng dẫn trên mạng đây. Có nghĩa là về là thí điểm làm kiểu này đây. Đấy, rộp ra. Ừ. Mà cây này thì tít gì như cũng bị cụt ngọn này. Rễ ngọn này. Đấy, mà cây này nó to hơn mấy cây khác. Cây này vành chắc được tầm 60. 60 cây này mủ được. Cái nhát trước của nó ít mủ hơn. Đấy, do là mình đóng khí vào đây này vào thời gian nó mưa. Mưa dầm. Thế là nước mưa nó có trong đây là bây giờ cái vùng da này là nó tiếp khí nó kém. Nhát này nó được như này, nhát sau chắc chắn nó giảm rồi. Chắc cái một đợt khí này em khoan được 4 lần thôi. Là phải chuyển chỗ, chuyển cái chỗ nắp chóp này. Nó tiếp kém ra nó mủ nó ít. Đó. Chi tiết cái cây này các bác cứ xem. Ừ. Quay vòng luôn. Cái lô này thì làm năm nay thì bước sang năm thứ ba. Còn cái lô năm thứ tư là cái lô bên trên kia chỗ bằng. Đó. Sản lượng mủ đấy. Còn đi qua cái lô già này này. Cái lô này già hơn. Cái lô này, cái này là cũng làm năm 2019 đấy. Cái này, đục lỗ hết này. Đó. Cái lượng mủ thôi, đấy, các bác xem. Bây giờ cũng vẫn còn chảy này. Đây này. Năm nay lấy dưới miệng cạo. Cái tháng này lấy dưới miệng cạo. Tháng sau lấy lên trên là mủ nó ghê lắm. Nó đều đều cả tô như thế này này. Khoan được cả chục lần đi, một lần bơm khí ấy. Đó, cái lô già thì cây nó già thì thoải mái mình táng khí nguyên bịch này vào là chả vấn đề gì. Đó. Đây. Những cái lỗ khoan này. Đấy. Tháng vừa rồi đóng nắp chóp đây lấy đây này. Mủ ghê lắm. Hàng tháng này lấy dưới miệng cạo như này là mủ nó ít cực kỳ luôn. Các bác xem nha. Ừ. Những cái chỗ khoan đấy nhá. Đấy. Còn bên này là bị rộp ra này là do cái năm 2019 mình lấy đây nó đã rộp sẵn này. Đấy. Năm nay là mình cào ra nó thế này này. Đó, quay chi tiết cả cây luôn. Rồi các bác cứ xem này xong đấy là cứ có một cái nhận định. Đấy, theo cái nghề làm khí thì làm, còn không thì cứ cạo truyền thống thôi. Còn những cái vườn mà cùng cái thời điểm của em này là cạo nhá, giờ là hết hai cái mặt này rồi. Đấy. Rồi xong nghĩa là bắt đầu đục lên rồi, đục lên cả mét rồi. Đấy, cây của em thì có còn nguyên si này. Nguyên da luôn. Đấy, thế các bác biết là cái độ lợi da của cái phương pháp làm khí này nó cỡ nào. Đây, quay xa xa ra tí các bác xem. Thấy không? Còn nguyên cả hơn 1 mét cây mà đâu phải ít. Cái mặt bên kia là em cạo rồi. Đây, cạo hết mặt bên này rồi. Đấy, xuống dưới này. Rồi xong mới bắn khí. Người ta còn mở cạo trước mình, sau mình một năm nhé. Đấy, mà người ta hết da trước mình. Những cái vườn đấy đục 2 năm nữa là thanh lý. Của em còn nguyên một mét da cây bên này chưa động tới nha. Mới có lấy vòng vòng này thôi. Nếu mà lấy từ đây xuống dưới này ấy, trước em ngồi em tính là 18 năm mới hết cái chỗ này này. Từ cái chỗ đóng nắp chóp này này xuống đến gốc này này. Một mặt bên này đấy. Đấy, mà cái sản lượng của nó thì thôi. Khỏi cần phải chê. Cứ lô như thế này là cứ tháng kiếm được mấy chục. Cứ không ngày nào gì mất dưới 1 triệu hết đấy. Cứ lô hơn 300 cây. Đấy. Mà cái này thì chỉ có mình làm mới được thôi. Còn giao cho thợ nó làm kém lắm thôi. Đục phá nát hết cả vườn. Thợ nó làm nó có như mình làm đâu mà. Cứ làm hết ngày hết buổi nó về. Đó. Các bác thì cứ xem và tìm hiểu kỹ. Còn muốn đến thăm vườn ấy, thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0368 986 353. Rồi là bắt đầu em dẫn lên vườn tham quan. Có cần thiết học nghề ấy, thì cứ
đến vườn em nằm khoảng cỡ một tuần, em chỉ cho từ A đến Z cách mà làm sao nó hiệu quả. Làm khí này kỹ thuật cao lắm, làm bậy là hỏng hết cả vườn. Thế các bác không thấy cái từ năm 2019, 18 còn đỡ nha, 19 là làm ồ ạt một phát là ấm 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 ấm, nghĩa là bắt đầu tháo bỏ hàng loạt. Thằng nào cũng bảo úi giời, làm khí dễ, cứ đóng khí vào cứ thế mà khoan là nó có mủ. Đấy, ông nào cũng bảo dễ hết, dễ sao tháo ầm ầm đi. Phải nhìn vào cái thực tế, dễ, dễ chỉ dễ với những cái người nào mà nó kỹ thuật nó cao thôi. Người ta làm quen nên người ta cảm thấy người ta dễ. Còn ấy, mình mới nhảy vào, thấy người ta bảo dễ, mình bảo dễ, nhảy vào làm nát hết vườn. Nè, các bác thấy những cái dàn lá nó cỡ này, ở đây là gió đập đi đập lại thì rụng bớt vậy. Sạch này. Vậy thôi, chào các bác. Có gì em chia sẻ sau, trong những video sau. Bà con có thể vào group Facebook Hội Khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.